Theo báo cáo của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, trong ngày 27 tháng 5 năm 2022, Thành phố Hồ Chí Minh có 30 ca mắc COVID-19 và 17 ca nghi ngờ, chỉ có 6 ca nhập viện. Hiện Thành phố Hồ Chí Minh có 339 ca COVID-19 đang cách ly điều trị, trong đó có 41 ca đang điều trị tại bệnh viện, có 5 ca thở máy và 298 ca cách ly tại nhà. Đã 50 ngày, Thành phố Hồ Chí Minh không có ca COVID-19 tử vong. Liên quan tình hình tiêm vaccine COVID-19, tính đến ngày 26 tháng 5, Thành phố Hồ Chí Minh đã tiêm hơn 20,8 triệu liều. Trong số này, người từ 18 tuổi trở lên đã tiêm hơn 19 triệu liều, gồm mũi 1, 2 và 3. Hiện thành phố cũng đang tổ chức tiêm mũi thứ tư và đã tiêm được gần 1.400 liều. Thành phố cũng đã tiêm hơn 1,4 triệu liều mũi 1, mũi 2 cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi, gần 290.000 liều mũi 1 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi, mũi 2 đã tiêm gần 67.000 liều. Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi. Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh HCDC, hiện tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ vaccine chương trình tiêm chủng mở rộng cho trẻ dưới 1 tuổi tại 21 quận huyện thành phố Thủ Đức đều không đạt chỉ tiêu 95% trừ huyện Cần Giờ. Đối với tỷ lệ tiêm mũi nhắc 18 tháng, 22 quận huyện thành phố Thủ Đức cũng không đạt chỉ tiêu. Cụ thể, số trẻ đã tiêm sởi mũi 2 đạt tỷ lệ 64,7%, chỉ tiêu cần đạt 95%, và DPT4 tức bạch cầu, ho gà, uốn ván đạt 56,8%, thiếu 28,2% so với chỉ tiêu cần đạt 80%. Trong thời gian tới, ngành y tế thành phố sẽ tổ chức tiêm bù, tiêm vét, đồng thời theo dõi tiến độ tiêm chủng mở rộng của trẻ năm 2022, đảm bảo độ bao phủ phòng bệnh cho trẻ. Thành phố cũng huy động nhân sự tổ chức rà soát đối tượng trên địa bàn và thực hiện mời tiêm theo nhóm đối tượng ưu tiên của từng địa phương, đặc biệt các quận huyện có tỷ lệ tiêm thấp và chỉ tiêu chưa đạt. Đối với công tác tiêm chủng mở rộng, Sở Y tế cũng kiến nghị Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo các quận, huyện huy động nhân sự hỗ trợ ngành y tế tổ chức rà soát đối tượng trẻ trong độ tuổi tiêm chủng trên địa bàn và thực hiện mời tiêm theo nhóm đối tượng ưu tiên của từng địa phương.